Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 246. Hai người họ đến tầng thứ 8 trước, dược liệu và đan dược ở tầng này đều tương đối quý giá, dược liệu đều từ cấp 17 đến cấp 20, đan dược cũng từ cấp 15 trở lên, mỗi loại đều có giá trị rất cao. Sau khi xem xét, Ngô Bình phát hiện giá đan dược ở thần tộc rõ ràng cao hơn giá ở nhân tộc, vậy nên có thể thấy trình độ luyện chế đan dược của thần tộc không cao bằng của nhân tộc, dẫn đến giá đan dược ở đây cao hơn. Ngược lại, dược liệu ở đây rẻ hơn rất nhiều so với dược liệu ở nhân tộc. Cùng một cây thuốc ở nhân tộc có thể bán với giá 100, nhưng ở thần tộc có thể mua được với giá chỉ 20 hoặc 30. Ở tầng này cũng có một số dược liệu mà Ngô Bình cần mua, anh mua một lần hơn 1.000 cây, gần như tiêu hết 100 tỷ thần vương tệ, chỉ còn lại 3 vạn thần vương tệ. Nhìn thấy tiền trong tay Ngô Bình lại lần nữa dùng hết, Kim Huyền Sương cười nói, ta còn có một ít tiền, ngươi cầm dùng trước đi. Ngô Bình gật đầu, được, lát nữa ta sẽ bán một ít đan dược, lúc đó sẽ trả lại cho ngươi. Kim Huyền Sương trợn mắt nhìn anh, không cần phải trả đâu, sau này ngươi giúp ta luyện chế thêm một ít đan dược là được. Nói xong, cô ta lấy ra 50 tờ tiền, mỗi tờ có mệnh giá 10 tỷ thần vương tệ. Ngô Bình cười, nếu biết ngươi giàu như vậy, ta đã không đến tiệm cầm đồ. Kim Huyền Sương nói, là chính ngươi khăng khăng muốn bán đồ lấy tiền. Ngô Bình cầm lấy tờ tiền, nói, đi, lên trên xem thử. Khi đi đến tầng thứ 9, dược liệu trên đó đều là cấp 20 trở lên, chủng loại rất đa dạng, có rất nhiều loại Ngô Bình chưa từng gặp qua, ánh mắt anh sáng ngời, muốn mua cái này, muốn mua cái kia. Chẳng mấy chốc, 500 tỷ thần vương tệ được Kim Huyền Sương đưa cho đều tiêu hết, đổi lấy hơn 400 cây dược liệu. Ở đây không chỉ có dược liệu, còn có các loại đan dược, trong đó có một loại đan dược khiến Ngô Bình chú ý. Đan dược này tên là Cửu Chuyển Tịnh Thần Đan, công dụng của nó là thanh lọc sức mạnh của tu sĩ thần tộc, có tác dụng tốt nhất đối với cổ thần, nó có giá 5 tỷ thần vương tệ. Huyền Sương, loại Cửu Chuyển Tịnh Thần Đan này có chất lượng ở mức trung bình, luyện chế không khó, vì sao lại bán mắc như vậy? Kim Huyền Sương, đối với các vị cổ thần, cứ sau 300 năm, trong cơ thể sẽ tích tụ một lượng lớn năng lượng tiêu cực, nên phải trải qua một thần kiếp. Loại đan dược này có thể thanh lọc cơ thể của thần và loại bỏ các năng lượng tiêu cực, từ đó loại bỏ thần kiếp hoặc làm suy yếu sức sát thương của nó. Ngô Bình gật đầu, khó trách lại đắt như vậy. Tuy nhiên, dược liệu luyện chế Cửu Chuyển Tịnh Thần Đan không hề khan hiếm, chi phí nhiều nhất cũng mấy ngàn vạn thần vương tệ. Kim Huyền Sương, dược liệu không quý, nhưng luyện chế đan dược này rất dễ nổ lò, tỷ lệ thành công rất thấp. Rất nhiều luyện đan sư đều bị nổ chết trong khi luyện chế đan dược này. Mặc dù Ngô Bình chưa từng luyện chế nó trước đây, nhưng anh hiểu cơ chế của nó và gật đầu, nếu không kiểm soát tốt khi luyện chế đan dược này, nó sẽ thu hút các năng lượng tiêu cực và gây ra thần kiếp, điều này thực sự sẽ khiến luyện đan sư bị nổ chết. Kim Huyền Sương, cho nên, các luyện đan sư không thích luyện chế loại đan dược này nhất, khiến đan dược này trở nên hiếm có. Ngươi nhìn viên đan dược này đi, phẩm chất của nó chỉ miễn cưỡng ở mức trung phẩm, nhưng giá của nó lại cao tới 5 tỷ thần vương tệ. Nhưng không còn cách nào khác, đồ hiếm mới có giá trị. Ngô Bình suy nghĩ một chút, hỏi, nếu là Cửu Chuyển Tịnh Thần Đan cực phẩm thì có thể bán được bao nhiêu tiền? Kim Huyền Sương, cực phẩm thì tương đối ít, bình thường đều phải tổ chức bán đấu giá. Khoảng 3 năm trước, từng có một viên Cửu Chuyển Tịnh Thần Đan cực phẩm được bán với giá trên trời là 390 tỷ thần vương tệ. Ngô Bình, hơn 300 tỷ à, vậy rất đáng giá để ta ra tay. Sau đó anh hỏi Kim Huyền Sương, trên người ngươi còn có tiền không? Kim Huyền Sương lại lấy ra 10 tờ tiền, nói, chỉ có bấy nhiêu thôi, đây là tiền của hồi môn của ta. Ngô Bình nhếch miệng cười, yên tâm, ta sẽ trả lại cho ngươi. Anh dùng 100 tỷ thần vương tệ này đi lên tầng 7 và tầng 6 để mua một lượng lớn dược liệu, những dược liệu này chủ yếu dùng để luyện chế Cửu Chuyển Tịnh Thần Đan. Cộng thêm dược liệu dự trữ của mình, đủ để anh luyện chế ra trăm lò. Sau khi mua dược liệu, Vũ Thần cũng đã đến. Kim Huyền Sương và Ngô Bình đi tới một biệt viện. Biệt viện được xây dựng trước một ngọn đồi, xung quanh có suối chảy quanh co, rợp bóng hoa và cây cối, có phong cảnh tuyệt đẹp, đây là nơi thích hợp để tìm sự bình yên giữa bộn bề. Khi họ đến biệt viện, Vũ Thần Vân Thường đã đợi hai người sẵn, đôi mắt đẹp của cô ta nhìn về phía Ngô Bình trước, cô ta cười nói, Lý Công Tử, người nóng lòng muốn gặp Vân Thường như vậy, có phải đang nhớ người ta không? Ngô Bình ho khan, nói, Vân Thường, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Vân Thường cười nói, được rồi, trước đây ngươi đã giúp ta rất cảm kích, ngươi cần ta làm gì, cứ nói đi.
Giọng nói của cô ta nhẹ nhàng và du dương, khi nói chuyện cô ta đã đi đến chỗ Ngô Bình, trên mặt nở nụ cười. Ngô Bình nhìn cô ta, người có thể dạy ta thiên vũ cửu khúc được không? Lời này vừa nói ra, Vũ Thần Vân Thường sửng sốt, sau đó cười ha ha, nói, Lý công tử, người đang nói đùa với ta à? Thiên vũ cửu khúc cần có tài năng cực cao, ngay cả ta cũng phải nhờ sự trợ giúp của ngươi mới tìm hiểu tới khúc thứ bảy. Ngô Bình nghiêm túc nói, ta có được cảm hứng từ thiên vũ cửu khúc, muốn sáng tạo ra một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Vân Thường ngừng cười, trịnh trọng nói, người muốn tiến sâu vào cảnh giới thứ 15. Thân là vũ thần, cô ta đương nhiên biết mấu chốt của cảnh giới thứ 15 chính là sáng tạo, Ngô Bình đang muốn sáng tạo ra một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, cho nên hắn đương nhiên là muốn tiến vào cảnh giới thứ 15. Ngô Bình gật đầu, ta biết việc này rất khó, nhưng ta muốn thử một lần. Vũ thần, vị đại năng của nhân tộc ở cảnh giới thứ 15 trước đó đã mở ra con đường Thánh Hoàng. Lý công tử, người muốn mở ra con đường nào? Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, tạm thời cứ gọi là con đường Đại Đế đi. Vũ thần chớp chớp mắt, được, nếu ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi, nhưng ta không thể bảo đảm ngươi nhất định có thể học được. Ngô Bình cười nói, vô cùng cảm tạ vũ thần tỷ tỷ. Tâm trí Kim Huyền Sương tập trung vào cửu chuyển tịnh thần đan, nói, Huyền Bình, luyện chế đan dược trước đi, ta muốn một ít cửu chuyển tịnh thần đan cực phẩm. Đôi mắt đẹp của vũ thần tỏa sáng, Lý công tử muốn luyện chế cửu chuyển tịnh thần đan. Tốt quá, ta đang cần loại đan dược này. Thấy hai vị nữ thần đều có yêu cầu, anh liền nói, được rồi, vậy luyện đan trước đi. Anh chuẩn bị dược liệu và yêu cầu vũ thần tìm một nơi vắng vẻ làm phòng luyện đan và bắt đầu luyện đan. Trong khi Ngô Bình luyện đan, vũ thần và Kim Huyền Sương ăn đồ ăn vặt và trò chuyện trong sân. Vân Thường liếc nhìn Kim Huyền Sương, người không nói cho hắn biết giá trị của cửu chuyển tịnh thần đan cực phẩm sao. Kim Huyền Sương, ta nói rồi. Vân Thường, chỉ riêng trong thần cung Côn Luân đã có hơn 1.000 vị cổ thần đang ngủ đông. Nếu có đủ cửu chuyển tịnh thần đan cực phẩm, tất cả họ đều có thể thức tỉnh. Kim Huyền Sương bình tĩnh nói, không có nhiều đan dược như vậy, ta chỉ để hắn luyện chế nhiều nhất mấy trăm viên thôi, hơn nữa ta cũng sẽ không nói ra xuất xứ của đan dược. Vân Thường, nếu những lão già kia muốn điều tra thì chắc chắn có thể điều tra được. Vậy thì sao? Kim Huyền Sương nói, Huyền Bình không cần phải sợ bọn họ, hắn là phu quân của ta, Vương Mẫu là chỗ dựa của hắn. Huống chi bản thân Huyền Bình có tiềm lực rất lớn, nhất định sẽ trở thành tổ thánh trong tương lai. Vân Thường cười như không cười nhìn Kim Huyền Sương, kỳ lạ thật, từ trước đến nay ngươi luôn lạnh như băng tuyết, tại sao lại yêu một tu sĩ nhân tộc nhanh như vậy? Chẳng lẽ có nguyên nhân gì mà ta không biết sao? Kim Huyền Sương thản nhiên nói, tất cả đều là duyên phận. Vân Thường lại gần hỏi, Huyền Sương, Vương Mẫu đã là thần tối cao, có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai, có phải bà ấy đã nói gì với ngươi không? Kim Huyền Sương nhẹ nhàng nói một cách đơn giản, ai là bạn của Huyền Bình thì sẽ có tương lai tươi sáng. Ai là kẻ thù của Huyền Bình thì sẽ rất khốn khổ. Vân Thường trầm ngâm, sau đó cười nói, vậy ta cũng gả cho hắn, chúng ta có thể làm tỉ muội, được không? Kim Huyền Sương bình tĩnh nói, việc này ngươi phải hỏi Nguyệt Thần, tu vi của nàng chỉ sau mẫu thân của ta, nếu như Nguyệt Thần đồng ý, ta tự nhiên không phản đối. Vũ Thần hừ một tiếng, trước khi Nguyệt Thần thăng chức, cô ta thật sự dám hỏi. Nhưng hiện tại Nguyệt Thần là cổ thần cấp 8, cũng không phải là người mà cô ta dám khiêu khích. Ở bên kia, Ngô Bình đã luyện chế ra đan dược cực phẩm sau khi thử hai lò. Với kỹ năng luyện đan huyền diệu của mình, anh đã thành công tránh được thần kiếp. Một canh giờ rưỡi sau, anh bước ra ngoài với 4 viên cửu chuyển tịnh thần đan cực phẩm. Đan dược này trong suốt, xung quanh có 9 ngọn lửa thần đang thiêu đốt, bên trong có 24 phù văn, tạo thành một loại trận pháp thần bí nào đó, thật tuyệt vời. Kim Huyền Sương cầm đan dược, hai mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói, xem ra đan dược bán đấu giá lần trước vẫn chưa đạt tới cực phẩm, đây mới thật sự là cửu chuyển tịnh thần đan cực phẩm. Vân Thường cười nói, Lý công tử, có thể bán cho ta mấy viên đan dược này được không? Ngô Bình cũng cần cô ta trợ giúp để học được thiên vũ cửu khúc, cười nói, nếu vũ thần tỷ tỷ cần thì cứ lấy đi. Vân Thường cười nói, không thể làm vậy được, viên đan dược này trị giá mấy trăm tỷ thần vương tệ, không phải là một số tiền nhỏ, vậy đi, ta mua từ ngươi 10 viên trước. Kim Huyền Sương nói, Huyền Bình, có thể tính giá rẻ hơn cho vũ thần tỷ tỷ, tính cho tỷ ấy 100 tỷ thôi. Vân Thường cười nói, 100 tỷ có phải quá rẻ hay không? Ngô Bình chỉ có thể nói, vậy lấy 100 tỷ đi.
Vân Thường lập tức đặt mua 10 viên cửu chuyển tịnh thần đan, loại đan dược này rất quan trọng đối với cô ta, mấy vị trưởng bối của cô ta đều đang ngủ đông. Nếu có đủ cửu chuyển tịnh thần đan, bọn họ sẽ có thể thức tỉnh. Mục đích chuyến thăm lần này của Ngô Bình là để nghiên cứu thiên vũ cửu khúc, Vân Thường đã học xong 7 khúc đầu tiên và lập tức dạy cho anh một cách tỉ mỉ. Điều làm cô ta ngạc nhiên là khả năng tiếp thu của Ngô Bình về thiên vũ cửu khúc thực ra không thua gì cô ta. Hơn nữa, thứ mà Ngô Bình muốn học không phải là thiên vũ cửu khúc hoàn chỉnh mà là cơ chế của nó. Cứ như vậy, Ngô Bình vừa luyện đan vừa học thiên vũ cửu khúc. Kim Huyền Sương ở cùng anh 2 ngày thì có việc phải trở về thần cung Côn Luân, nơi này chỉ còn lại 2 người vũ thần và Ngô Bình. Một người hướng dẫn khiêu vũ, một người khiêm tốn học hỏi, mỗi ngày dưới sự tiếp xúc thân mật, khó tránh khỏi nảy sinh một số ý tưởng khác. Hôm nay, Vân Thường khiêu vũ xong thì thuận thế ôm lấy Ngô Bình, mọi thứ như nước chảy thành sông, diễn ra theo tự nhiên. Sau khi mây mưa xong, mưa rào chợt tạnh, một thế hệ vũ thần rúc vào lòng Ngô Bình như một con cừu non, vẻ mặt ngượng ngùng nói, Lý Lang, giữa ta Nguyệt Thần, ai đẹp hơn? Ngô Bình cười cười, nói, các ngươi đều có vẻ đẹp riêng, nhưng chắc chắn là ngươi khiêu vũ giỏi hơn nàng rồi. Vũ thần cong môi cười, nói, Lý Lang, ngươi có thể cho ta thêm mấy viên cửu chuyển tịnh thần đan không? Huyết mạch vũ thần của ta có rất nhiều cổ thần đang ngủ say, nếu muốn đánh thức bọn họ thì nhất định phải có cửu chuyển tịnh thần đan. Ngô Bình gật đầu, trước đó ta bán cho ngươi 10 viên, sau này sẽ tặng cho ngươi 90 viên nữa. Đôi mắt đẹp của vũ thần tỏa sáng, thật sao? Cảm ơn Lý Lang. Khi mối quan hệ giữa hai người tiến triển, Ngô Bình càng học hỏi nhanh hơn, nửa tháng trôi qua trong chớp mắt. Lúc này Ngô Bình đã luyện chế ra tất cả cửu chuyển tịnh thần đan, tổng cộng có 596 viên. Anh đưa 90 viên cho Vân Thường, 300 viên cho Kim Huyền Sương, 206 viên còn lại anh định chia một ít cho Nguyệt Thần và Hoa Thần. Sau một tháng rưỡi tìm hiểu, Vũ Thần cũng có được thành quả, cô ta và Ngô Bình cùng hiểu được khúc thứ 8. Vào ngày này, Kim Huyền Sương từ thần cung Côn Luân trở về, lấy đi 300 viên cửu chuyển tịnh thần đan, trước khi rời đi cô ta để lại một lá bùa hóa thân do Vương Mẫu luyện chế. Khi kích hoạt lá bùa này, Ngô Bình có thể mượn sức mạnh của Vương Mẫu để tấn công hoặc phòng thủ, hiệu quả tương đương với một đòn tấn công mà Vương Mẫu tự ra tay. Là một cường giả kỳ nguyên, một đòn tấn công của bà ta đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Thời gian sau đó, Ngô Bình cố gắng tìm hiểu khúc thứ 9 trong Thiên Vũ Cửu Khúc, đây cũng là tinh hoa của Thiên Vũ Cửu Khúc. Đương nhiên, khúc thứ 9 rất khó, nhất thời ngay cả Vũ Thần cũng không thể hiểu được. Tuy nhiên, Ngô Bình có được tài năng hiểu biết về thời gian. Những trải nghiệm trước đây đã nâng cao hiểu biết của anh gấp trăm lần, nên anh cũng dần dần hiểu ra. Vào ngày thứ 20 sau khi đến thần đô, cuối cùng anh cũng hiểu được khúc thứ 9, anh truyền đạt sự hiểu biết của mình cho Vũ Thần Vân Thường, cô ta lập tức hiểu ra. Ở bên kia, Vân Thường đang uyển chuyển nhảy múa, Ngô Bình ngồi khoanh chân sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Tiên đạo, cấm kỵ, thiên vũ cửu khúc và tất cả những trải nghiệm mà anh có được trong thế giới chiều thấp đã mang lại cho anh một tâm trí cực kỳ rộng lớn. Một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu anh, dần dần được hoàn thiện và cố định. Anh đã ngồi đó 3 ngày, khi mở mắt ra, anh đã có lòng tin, lập tức nói với Vũ Thần, Vân Thường, ta phải trở về tu luyện lại lần nữa. Vân Thường cực kỳ vui vẻ, Lý Lang, người đã thành công chế tạo ra hệ thống tu hành rồi sao? Ngô Bình gật đầu, chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng ta phải tu luyện từ đầu đến cuối một lần, nên phải quay về bế quan. Vân Thường gật đầu thật mạnh, được, chờ ta nắm được khúc này, ta sẽ đi tìm ngươi. Sau khi hai người tách ra, Ngô Bình lại đến tiệm cầm đồ trước khi rời khỏi thần đô, anh muốn chuộc lại cửu chuyển Linh Châu. Sau khi lĩnh ngộ được thiên vũ cửu khúc, anh mới hiểu được công dụng thần kỳ của hạt châu này. Khi quay lại tiệm cầm đồ, vẫn là người quản gia kia, khi nhìn thấy Ngô Bình, trên mặt của hắn ta không có biểu cảm gì, Ngô Bình lấy ra tờ biên lai cầm đồ, nói, ta tới chuộc đồ. Quản gia nhận lấy tấm biên lai cầm đồ, cười nói, xin lỗi, một tháng đã trôi qua, đây là biên lai cầm đứt, chúng ta đã xử lý món đồ đó rồi. Rõ ràng còn chưa đến một tháng, nhưng đối phương lại nói đã qua một tháng, tại sao lại thế này? Ngô Bình cầm tấm biên lai cầm đồ lên, phát hiện ngày tháng trên đó đã rời đi phía trước 10 ngày. Anh nheo mắt lại, hiểu rằng đây là kế hoạch do đối phương chuẩn bị từ trước nhằm nuốt mất cửu chuyển Linh Châu. Anh cũng không tức giận mà hỏi. Hôm nay rõ ràng là ngày cuối trong tháng, sao lại thành cầm đứt được? Đối phương sửng sốt, cười nói, ngày cuối cùng, ngài có nhìn lầm không? Ngô Bình búng ngón tay, thời gian quay ngược, bầu trời bên ngoài tối sầm lại rồi lại sáng lên.
Chẳng bao lâu sau, anh đã quay lại khoảnh khắc cầm đồ, anh lấy tờ phiếu cầm đồ và dùng bút viết ngày tháng lên đó. Giây tiếp theo, thời gian trôi qua rất nhanh, trong tích tắc lại trở về thời điểm hiện tại. Ý thức của người quản gia kia có chút mơ hồ, nhưng hắn ta vẫn mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, hắn ta lại cầm biên lai cầm đồ lên và thấy ngày tháng trên đó đã trở về như cũ. Hắn ta rất ngạc nhiên, nhìn Ngô Bình một cái thật sâu và nói, ta sẽ đi mời đại trưởng quầy, xin đợi một lát. Không bao lâu, đại trưởng quầy bước ra, bình tĩnh nói, bằng hữu, người dám dùng thủ đoạn trong cửa hàng của thần vương, người rất can đảm. Ngô Bình, các người dám dùng thủ đoạn ở trước mặt ta, các người rất dũng cảm. Đại trưởng quầy cau mày, người đúng là mạnh miệng, ai cho ngươi tự tin? Ngô Bình giải phóng hơi thở của Thánh Hoàng, ngay lập tức, toàn bộ thần đô rung chuyển dữ dội, các trận pháp thần thánh vô song trong thần đô lao nhanh tới để trấn áp anh, nhưng không có tác dụng gì, sức mạnh của trận pháp không thể áp chế được, một tia hoàng khí bắn thẳng lên trời, khiến vô số cao thủ trong thần đô đều kinh hãi lần lượt đều bay lên không trung và nhìn về phía tiệm cầm đồ. Một lát sau, một bóng người xuất hiện, chính là thần vương mặc áo bào vàng kim. Hắn ta chắp tay với Ngô Bình, nói, đây có phải là Đông Huyền Thánh Hoàng không? Ngô Bình, là ta, bổn Thánh Hoàng đến đây du lịch, cầm một món đồ, nhưng trưởng quầy của cửa hàng đổi ý muốn cướp lấy đồ của ta. Thần vương lạnh lùng nhìn đại trưởng quầy, tên này, bùm, một tiếng quỳ rạp trên mặt đất, hắn không ngờ người trước mặt lại chính là Thánh Hoàng của nhân tộc. Hắn vội vàng nói, tiểu nhân sai rồi, xin Thánh Hoàng tha thứ. Ngô Bình chỉ vào tấm biển trước cửa, nói. Trên biển hiệu của các ngươi có viết, thành thật tuân thủ quy tắc, vi phạm sẽ phạt 100. Ta cầm một hạt cửu chuyển linh châu, vậy các ngươi bồi thường cho ta 100 đi. Thần vương cau mày, mặc dù viết như vậy, nhưng nếu phải thật sự bồi thường 100 hạt cửu chuyển linh châu, hắn ta nhất định sẽ phá sản, thế là nói, Thánh Hoàng bệ hạ, ta thật sự không có 100 hạt châu ở đây, ngài có thể tha thứ cho tiểu nhân một lần không? Ngô Bình bình tĩnh nói, không có hạt châu thì những thứ khác cũng được. Sắc mặt của thần vương có vẻ sắp không nhịn được, tuy rằng hắn ta đã nghe nói tới danh tiếng hung ác của Ngô Bình, biết anh là kẻ đã từng giết chết Vương Hoang, nhưng đây là thần đô của thần vực và là lãnh thổ của thần tộc, cho nên hắn ta cũng không quá sợ Ngô Bình, nói, Thánh Hoàng, ta đã cho ngài đủ mặt mũi, ngài cũng phải tôn trọng ta. Tôn trọng ngươi, ngươi xứng đáng sao? Ngô Bình trừng mắt nhìn tên thần vương này, sắc mặt hắn ta trở nên cực kỳ khó coi. Ngô Bình lạnh lùng nói. Nếu ngươi không tuân theo quy tắc do chính ngươi đặt ra, vậy ta sẽ không khách sáo. Nói xong, anh đưa tay nắm lấy, thi triển quyền uy cướp đoạt, trong nháy mắt đã cướp đoạt toàn bộ năng lượng của thần vương, chỉ trừ lại một mạng. Thần vương vừa sợ vừa tức giận, hét lớn, sao ngươi dám? Sau đó, gần 10 vị cổ thần đồng thời ra tay, ý đồ áp chế Ngô Bình. Tuy nhiên đều vô ích, Ngô Bình vung tay lên, một sức mạnh kinh hoàng bộc phát, đồng thời anh đưa tay ra. Chộp lấy pháp khí chữ vật của thần vương và tất cả những thứ có giá trị trong tiệm cầm đồ, sau đó bay thẳng lên bầu trời. Thần vương mất đi tu vi, toàn bộ tài sản tiết kiệm cả đời đều bị Ngô Bình lấy đi, vừa đau vừa tức giận, bất tỉnh ngay tại chỗ. Trở về huyền kinh, Ngô Bình lập tức tiến vào tàng cơ và bế quan tu hành. Con đường tu hành do anh sáng tạo ra kết hợp sức mạnh của hàng trăm trường phái và không phải là con đường phù hợp cho tất cả, nó là duy nhất và được gọi là con đường của đại đế. Trên con đường này, có thể tu luyện cả đạo tôn của tiên đạo, thánh vương trên con đường thánh hoàng cũng có thể tu luyện, hơn nữa dù trước đây họ đã sử dụng phương pháp tu hành nào, tu vi và cảnh giới như thế nào, thì họ vẫn có thể chuyển qua tu luyện nó. Trong bộ công pháp tu luyện này, cốt lõi của nó được gọi là 24 chương và mỗi chương tượng trưng cho một cảnh giới. Ngô Bình đã bế quan trong một tháng và tạo ra 18 chương đầu tiên, nghĩa là anh đã sắp xếp lại 18 cảnh giới đầu tiên. Lúc này, Ngô Bình vẫn còn ở cảnh giới thứ 14, con đường tu hành trước đây của anh ít nhiều cũng có phần mơ hồ, không biết nên đi theo con đường tiên đạo hay tiếp tục tu luyện Thánh Hoàng, nên chỉ có thể tu luyện cả hai. Nhưng từ nay trở đi, anh sẽ đi con đường của chính mình, con đường của Đại Đế. Sau khi sắp xếp lại, tu vi của Ngô Bình cũng có tiến bộ, cấm kỵ, hoàng cấm và thiên anh trong cơ thể anh đã hòa nhập với cơ thể. Sau khi tất cả sức mạnh hợp nhất, anh lại cảm nhận được một cảm giác đói khát từ sâu thẳm trong tâm hồn. Cảm giác này khiến toàn thân anh run rẩy. Anh lập tức sử dụng quyền uy cướp đoạt, tiếp tục hấp thụ và luyện hóa hỏa diễm chi chủ. Lần này anh lại hấp thụ thêm 30% sinh lực của hỏa diễm chi chủ. Ngay lập tức, trong cơ thể anh lần lượt hình thành tầng hoàng cấm thứ 11 và thứ 12. Cũng dựa vào đó tiến thêm một bước nữa,
tiến vào cảnh giới của tổ thánh. Bùm! Lúc này, tầng cấm thứ 20 cuối cùng cũng hình thành hình thức ban đầu, Ngô Bình cũng vì vậy mà bước vào chương thứ 15 của 24 chương và trở thành cường giả kỷ nguyên thật thụ. 24 chương hoàn thành, A Bạch nói, chúc mừng công tử đã hoàn thành nhiệm vụ áp chót trước thời hạn, được ban thưởng 20% phúc lành của thiên đạo. Ngô Bình cười nói, thì ra đây cũng là một phần trong nhiệm vụ. Tàng Cơ cũng nói, chủ nhân, hiện tại ngài cũng được coi là cường giả cấp kỷ nguyên, có thể sử dụng một phần sức mạnh của Tàng Cơ. Ngô Bình, cường giả kỷ nguyên chân chính cần phải trải qua kiếp nạn, mà ta vẫn còn kém một chút. Tàng Cơ, lúc này ta có thể huy động được bao nhiêu phần sức mạnh của ngươi? Tàng Cơ, chủ nhân có thể sử dụng 30% sức mạnh của Tàng Cơ. Ngươi trải qua nhiều kỷ nguyên như vậy, uy lực đến mức nào? Ngô Bình hỏi. Tàng Cơ, giống như hỏa diễm chi chủ, có thể giết chết chỉ bằng một đòn. Ngô Bình rất hài lòng, nói, vậy thì tốt. Khi Ngô Bình bước ra khỏi Tàng Cơ và quay trở lại Huyền Kinh, anh phát hiện ra rằng quân đội đang tụ tập trong thành, và thực tế đang có 6 đội quân lớn của dị tộc và 2 đội quân lớn của thần quốc tập trung bên ngoài thành Huyền Kinh. Lúc này, người chỉ huy đang phụ trách canh giữ Huyền Kinh là Diệp Thánh Hầu, ông ta ra lệnh cho 8 vị thánh vương dẫn quân đi đón đầu kẻ địch mà không hề hoảng sợ. Thậm chí động tĩnh ở Huyền Kinh cũng không quấy rầy đến Tử Thanh Thánh Hoàng ở Tử Kinh. Đây là sự tự tin và niềm tin của mọi người dưới quyền Đông Huyền Thánh Hoàng, 8 đội quân thì đã sao? Cho dù là 80 đội quân thì bọn họ cũng dám đánh một trận. Diệp Thánh Hầu đang chỉ huy, nhìn thấy Ngô Bình xuất quan, ông ta nhanh chóng đến báo cáo. Hóa ra lần trước Ngô Bình đã trừng trị một vị thần vương ở thần đô và lấy đi một số thứ, thần tộc rất tức giận và cho rằng họ đã bị sỉ nhục nên đã yêu cầu 6 dị tộc và 2 thần quốc dưới sự kiểm soát của họ đồng thời tấn công Huyền Kinh, muốn dạy cho Ngô Bình một bài học. Nhưng điều họ không ngờ tới là bên phía Ngô Bình có tới 10 vị thánh vương, trong tay anh còn có những con rối chiến binh mạnh mẽ và những chiến binh có thực lực siêu đẳng. Vì vậy, các cuộc tấn công thăm dò của một số đội quân đã kết thúc trong thất bại, đội quân của dị tộc đã chịu tổn thất nặng nề, trong khi bên phía nhân tộc chỉ chịu tổn thất nhỏ. Đây còn là trong tình huống không có Ngô Bình ở đây, nếu anh ở đó thì nhân tộc thậm chí sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Nghe báo cáo xong, Ngô Bình cười lạnh nói. Lần trước thần tộc đã cấu kết với hỏa diễm chi chủ thất bại, hiện tại lại kiếm cớ tấn công chúng ta. Được rồi, 8 đội quân tấn công Huyền Kinh, đúng là một lý do tốt. Gọi tất cả mọi người đến, tổ chức cuộc họp quân sự. Rất nhanh, tại điện Huyền Kinh, Ngô Bình mở bản đồ ra. Trên bản đồ, vị trí của 6 dị tộc và 2 thần quốc tấn công Huyền Kinh đã được đánh dấu. Lãnh thổ của 8 thế lực này cộng lại có quy mô gần như tương đương với Đông Cảnh. Trước đây, tuy Ngô Bình mở rộng ra bên ngoài nhưng không ra tay chống lại các thế lực này. Nhưng bây giờ, tình thế đã thay đổi, anh quyết định phái quân tấn công 6 dị tộc, chinh phục 2 thần quốc và tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình. Anh nhìn thoáng qua bản đồ, hỏi Diệp Thánh Hầu, Diệp tướng quân, ngươi thấy nên bắt đầu từ đâu là thích hợp? Diệp Thánh Hầu, tình báo cho thấy 2 đại thần quốc tấn công Huyền Kinh đã triển khai toàn bộ quân tinh nhuệ của họ, lần lượt là 500 vạn và 400 vạn quân. Bệ hạ. Nếu chúng ta có thể khống chế được đội quân 900 vạn nhân tộc này, vậy thì chúng ta có thể sẽ có thêm một đội quân nữa. Ngô Bình trầm tư một lát rồi gật đầu nói, ừ, được rồi, vậy thì bắt đầu từ 900 vạn lính tinh nhuệ của 2 thần quốc này. Diệp Thánh Hầu, bệ hạ, trong 900 vạn đại quân, có nhiều cao thủ như vậy, muốn thu phục bọn họ cũng không dễ dàng. Ngô Bình, nếu là đội quân của nhân tộc thì không có gì khó khăn, các ngươi đi theo ta. 9.500 dặm về phía tây Huyền Kinh, 500 vạn đại quân của Cự Linh Thần Quốc đều tập trung ở đây. Lúc này, thống soái của Cự Linh Thần Quốc đang đứng trên bục, nhìn chằm chằm về phía Huyền Kinh. Bên cạnh hắn, một thuộc hạ nói, đại soái, khi nào chúng ta sẽ hành động? Vị thống soái tên là Hạng Nghi, hắn có kinh nghiệm phong phú, biết việc điều binh lần này có ý nghĩa rất lớn nên vẫn luôn chờ đợi và quan sát. Nghe thuộc hạ nói như vậy, hắn bình tĩnh nói, lần này có 8 đội quân xuất hiện. Chúng ta chỉ là một trong số đó, sao phải vội làm gì? Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy một luồng thánh quang từ Huyền Kinh bay ra, dừng lại trên đầu mấy trăm vạn đại quân. Người tới không ai khác chính là Ngô Bình, anh phóng ra khí thế của tổ thánh, mấy trăm vạn binh lính nhân tộc này cảm nhận được một cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có. Trong mắt họ, Ngô Bình giống như một người cha, một người hướng dẫn, đáng để họ tin cậy. Đây là khí chất của tổ thánh, tổ của nhân tộc. Dù không cần bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể có được sự tin cậy của toàn thể nhân tộc.
Ngô Bình nhìn mọi người như nhìn về phía con mình, giọng anh ấm áp nói, niềm tin trước đây của các ngươi đã sai, thần của các ngươi không thể cho các ngươi cuộc sống hạnh phúc, cũng không thể cho các ngươi sự công bằng, càng không thể cho các ngươi một tương lai. Ta là Đông Huyền Thánh Hoàng, kêu gọi các ngươi trở về với vòng tay của nhân tộc. Trong khi nói, anh sử dụng một trong những thần thông của Phật môn Thiên Hạ Quy Tâm, khiến 500 vạn binh lính lập tức có sự đồng cảm với Ngô Bình, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống đất và đồng thanh nói, tham kiến Thánh Hoàng. Chúng ta sẵn sàng đầu hàng. Trong lòng Hạ Nghi cũng chấn động, nhưng bởi vì tu vi của hắn rất cao nên vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo, nhưng sau một hồi giãy giụa, hắn cũng quỳ xuống, cung kính nói, Thánh Hoàng, 500 vạn đại quân của nước chúng ta nguyện trung thành với bệ hạ. Hạ Nghi là một người có mưu trí, hiện tại Ngô Bình không chỉ bộc lộ ra hơi thở của Thánh Hoàng, mà là tổ thánh cao hơn Thánh Hoàng. Anh là một nhân vật lớn tối cao đã tạo ra một truyền thống tu hành mới. Có thể đi theo một người như vậy, chính là vinh dự mà hắn đã tu luyện 10 kiếp. Diệp Thánh Hầu chờ đợi và quan sát từ xa, hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi thấy Ngô Bình đã thu phục 500 vạn đại quân chỉ trong thời gian ngắn. Thì ra bệ hạ đã thăng chức tổ thánh, hắn mỉm cười, trong lòng vui mừng. Bằng cách này, Ngô Bình đã thu phục đội quân 500 vạn quân của Cự Linh Thần Quốc mà không hề đổ một giọt máu nào. Ngay sau đó, anh lại đi hướng khác, thu phục 400 vạn quân tinh nhuệ của Hắc Thủy Thần Quốc về dưới tay mình. Sau đó, theo lệnh của Ngô Bình, hai đội quân hợp lực với quân Huyền Kinh tấn công hai trong số 6 đội quân dị tộc. Trong hai đội quân này, một bên có 300 vạn quân và bên kia có 350 vạn quân. Mục tiêu tấn công đầu tiên chính là tộc Quỷ Nhãn. Tộc Quỷ Nhãn có ngoại hình tương tự như con người, nhưng đầu của chúng có hình tam giác và mỗi góc đều có một mắt, trong đó có một con mắt có màu đen, được gọi là Quỷ Nhãn. Tộc Quỷ Nhãn có thể thao túng yêu ma và rất khó đối phó, chúng đã xâm chiếm lãnh thổ của nhân tộc rất nhiều lần trong lịch sử. Khi Chiến Thiên Thánh Hoàng còn ở đây, ông đã từng tiêu diệt tộc Quỷ Nhãn một lần, đáng tiếc là sau đó dị tộc này lại lớn mạnh lên với sự hỗ trợ của thần tộc và trở thành một mối đe dọa đối với nhân tộc. Khi ba đạo quân bao vây tộc Quỷ Nhãn, các tướng lĩnh của tộc Quỷ Nhãn lập tức ra lệnh cho đội quân phản công, lập tức triệu hồi hàng ngàn vạn con yêu ma tấn công về phía đội quân của nhân tộc. Ngô Bình đứng trên bầu trời cao, nhìn thấy yêu ma xuất hiện, anh lập tức lấy ra thần tiêu kiếm và luyện tập một điệu múa kiếm. Điệu múa kiếm này do anh học được từ Thiên Vũ Cửu Khúc, có tác dụng thần kỳ, có thể xua đuổi yêu ma và mang lại phúc lành cho phe của mình. Với màn múa kiếm, ba vầng hào quang sáng lên trên cơ thể của hàng ngàn vạn binh lính, trong đó có vầng sáng màu vàng, có thể khiến họ bất khả xâm phạm, vầng sáng màu tím có thể khắc chế pháp thuật và yêu ma, vầng sáng màu xanh lơ, có thể gia tăng sức chiến đấu của họ. Ba vầng sáng vừa xuất hiện, đám yêu ma được triệu hồi căn bản không thể đến gần, đội quân hàng ngàn vạn người bị tàn phá, nhanh chóng phá vỡ đội hình phòng ngự của tộc Quỷ Nhãn. Chưa đầy nửa giờ, trận chiến đã kết thúc. Đội quân của tộc Quỷ Nhãn hơn 350 vạn người bị thương vong hơn 100 vạn, số còn lại không có đường trốn thoát, tất cả đều đầu hàng. Khí thế của đội quân không hề giảm sút, tiếp tục tấn công đội quân dị tộc thứ hai, đội quân người gấu. Những người của tộc người gấu cao từ 2,5 m đến 3 m, chúng cực kỳ mạnh mẽ và giỏi sử dụng vũ khí hạng nặng. Xét về sức chiến đấu cá nhân, một người của tộc người gấu có thể đánh bại mấy chục lính tinh nhuệ của nhân tộc. Nhưng lần này, Ngô Bình cho 20.000 con rối tiến về phía trước, sau đó lại ra lệnh cho cung thủ tấn công từ xa. Cung thủ, cho dù ở bất kỳ thời kỳ nào, đều là những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất, họ có thể bắn từ xa và chiến đấu ở cự ly gần. Đội quân Đông Huyền có hàng trăm vạn quân nhưng chỉ có 60.000 cung thủ, được gọi là quân Xích Vũ. Cung tên được quân Xích Vũ sử dụng là cung Xích Vũ mà Ngô Bình thu được từ kho báu của Thiên Đế. Cây cung này có sức mạnh đáng kinh ngạc và có tác dụng xuyên giáp mạnh mẽ. Ở trong tay cường giả, nó có thể giết chết cường giả cấp thánh nhân chỉ bằng một mũi tên. Nếu mấy chục người cùng bắn thì có thể giết chết một cường giả cấp đại thánh. Ngoài ra, trong đội quân Cự Linh còn có 10 vạn cung thủ, Hắc Thủy Quốc có 8 vạn cung thủ của ba quân cộng lại là 24 vạn. Những con rối dẫn đầu ở phía trước, dưới nhiều đợt tấn công của 24 vạn cung thủ, tộc người gấu đã bị tổn thất nặng nề, đội quân 300 vạn đã bị thương vong hết mấy chục vạn. Sau đó, tiếng còi xung phong vang lên, đám người Lý Thái Nhất, Lý Huyền Bá, Lý Dật, Hỷ Bảo dẫn đầu đội quân tiêu diệt tộc người gấu. Trận chiến kéo dài hơn một giờ, toàn bộ tộc người gấu đều bị tiêu diệt. Đến lúc này, tộc người gấu đã không còn khả năng chống lại nhân tộc nữa, tiếp theo họ không chỉ mất đi lãnh thổ mà cuối cùng còn bị nhân tộc đuổi ra khỏi quê hương, chỉ có thể lang thang khắp nơi. Trong trận chiến,
Các chỉ huy của đội quân Hắc Thủy và Cự Linh hiểu rõ đây là cơ hội tốt để thể hiện giá trị của bản thân, Ngô Bình đang kiểm tra bọn họ, nên hai vị chỉ huy đã dốc toàn lực và giành chiến thắng. Tám đội quân nay chỉ còn lại bốn, thấy tình hình không ổn, họ lần lượt rút lui 10.000 dặm. Sau khi tiêu diệt hai đội quân dị tộc, nhân tộc cũng bị thiệt hại, Ngô Bình cũng không vội tiếp tục điều binh mà ra lệnh cho ba đội quân dọn sạch chiến trường, chữa trị cho những người bị thương và đền bù cho những người lính đã hy sinh. Thần tộc dường như cũng không thể ngờ được, ban đầu đây là một hành động ra oai với thánh hoàng của nhân tộc. Nhưng kết quả cuối cùng là hai đại thần quốc làm phản, hai dị tộc bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây là chuyện mà thần tộc không thể chấp nhận được. Sau một hồi thảo luận, các thủ lĩnh cao nhất của thần tộc quyết định phái quân tinh nhuệ của thần tộc đến tiếp viện cho bốn đội quân còn lại, tiếp tục thử điểm mấu chốt của nhân tộc. Ngô Bình nhanh chóng nhận được tin tức, nếu thần tộc đã dám xuất binh, vậy không còn gì để nói, dốc hết sức chiến đấu. Tình thế căng thẳng, lần này ngay cả Tử Thanh Thánh Hoàng cũng xuất hiện, hai vị Thánh Hoàng đồng thời trấn giữ ở Huyền Kinh. Ngày hôm sau, trong đại điện của Hoàng Cung Huyền Kinh, tất cả tướng lĩnh của nhân tộc đều có mặt, bao gồm cả hai thống lĩnh của Hắc Thủy Quốc và Cự Linh Quốc. Ngô Bình nói, tin tức nói rằng thần tộc đã phái 200 vạn quân thần tộc, do Tổ Thần Kiếm Đế chỉ huy. Đại quân 200 vạn quân này được trang bị những vũ khí mạnh nhất của thần tộc, vũ khí là Thương Thần Kích và Thuẫn Chấn Hỏa. Mỗi binh lính thần tộc còn trang bị 10 lá bùa sát và 2 lá bùa hộ mệnh. Trận chiến này sẽ rất khó khăn, ngay cả khi chiến thắng, chúng ta cũng sẽ bị tổn thất nặng nề. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 246.